Chào chị à, phải nói là hình như chắc cỡ năm phải không chị? Năm Chính mới gặp xác, được chị đó. chính xác, đúng 1 năm luôn đó Mà Mai. thật sự là Mai thấy chị còn đẹp hơn cái lúc mà Mai gặp sau khi điều trị nữa cơ. Nghĩa là đương nhiên trước khi gặp chị mà chuẩn bị điều trị ấy, thì chị cũng có những cái vấn đề chẳng hạn như là da trùng này, rồi chảy xệ. Xin lỗi chị một tí nhưng mà thôi nhắc quá khứ rồi, xa xa một tí là rồi có nếp nhăn, rồi da không có đều màu. À, nhưng mà sau khi điều trị xong thì chị cũng rất là hài lòng, Mai thấy là hiệu quả rất là tốt rồi. Nhưng mà sau 1 năm Mai gặp chị không nhận ra chị luôn á, xinh đẹp đúng là tươi là không cần tưới rồi đấy. Cảm ơn Thanh Mai. Mình vẫn thấy Thanh Mai trẻ và đẹp hơn lúc trước nhiều luôn đó. Nói chung là tình trạng da của mình trước khi làm đó thì nó đúng là không có đều màu, rồi nếp nhăn cũng bị nhiều, rồi hai cái khóe này nó cũng hơi sâu, thì má thì bị chảy xệ. Mình thấy như là lúc đó do mình bị stress á, Đúng rồi. nên chắc da nó da da dẻ với lại thần sắc mình nó hơi bị xấu. Đúng rồi. Nhất là khi mà làm xong chị rờ một bên mà chưa làm nó nhão Đúng nhão rồi. nhão. Một bên là mình chỉ ấn vô mình đã thấy là cái sự đàn hồi rất là tốt, nó Đúng, cứng lên rồi. đúng rồi. Đó chị thấy là cái collagen elastin quan trọng ghê chưa? Đúng rồi. Mà nó nằm sâu dưới da, phải có máy đi tận sâu tới lớp hạ bì thì mới đụng được cái đích đến để có thể tăng sinh được collagen elastin. Chứ còn nếu mà chúng ta chỉ có xoa xoa trên bề mặt không thể nào mà tạo được một cái hiệu quả tốt như vậy đó chị. Mai cũng rất là vui là bởi vì cái vẻ đẹp của khách hàng, cái hài lòng của khách hàng, sự hài lòng của khách hàng đó là Mai là một niềm vui vô bờ bến với Mai. Bởi vì khi mà Mai mở ra một cơ sở BB từ năm 1998 thì mình luôn nghĩ là một cái sứ mệnh của mình, ngoài cái chuyện mình dấn thân vào con đường kinh doanh lập nghiệp, thì mình luôn tâm niệm rằng phải đem lại một cái hiệu quả, một dịch vụ thật là tốt cho khách hàng. Mà gặp rất là nhiều khách hàng như chị ở đây thì Mai thật sự là vui và hạnh phúc ghê lắm chị. Đúng rồi, mình thấy mà khi vừa làm xong á thì mình thấy da mình thay đổi hẳn luôn đó. Mình còn bất ngờ nữa mà. Lúc mà bác sĩ cho mình đưa cái gương cho mình soi á thì mình thấy ủa những cái vết nhăn không còn nữa nè, rồi da nó cũng sáng hẳn lên. Đặc biệt á là mình thấy hai bên cái má của mình nè, nó được nâng hẳn lên luôn đó. Cái đó mới làm cho mình trẻ đó, chứ nếu Đúng rồi mà để chị. sệ thì nó rất là già Đúng luôn. rồi chị, tại vì cái gói của chị điều trị mình nhớ là anti-aging. Đúng Đây là rồi. một cái gói tổng hợp dành cho chị em phụ nữ nào mà muốn có một cái vẻ đẹp, đầu tiên là tăng collagen, tăng elastin, rồi săn chắc cơ để cơ mình không bị đổ nữa. Chưa kể là trên bề mặt da được dưỡng chất ở những cái thành phần như vitamin này, rồi những cái dưỡng chất như là axit hyaluronic để làm cho bóng da, mướt mát làn da. Thì chị thiếu phần nào, bác sĩ đã cho chị một cái gói điều trị để tổng hợp, để hoàn toàn khắc phục được những cái vấn đề của mình. Rồi chưa kể là những cái nếp nhăn, nếp chân chim mình cũng được khắc phục rất là Đúng nhiều chị rồi, ha. đúng rồi. Mình không nhận ra mình mà, mình thấy mình trẻ hẳn lên luôn đó. Thấy hôm nay là mày thấy là mày vui lắm, bởi vì thực ra khi mà mày làm cái công việc này thì mình luôn có một cái sứ mệnh là làm sao cho mọi người phải luôn xinh đẹp, tươi trẻ, hạnh phúc. Bởi vì cái cuộc sống của chúng ta ai cũng ta sống có một đời duy nhất thôi, phải làm sao mà cháy hết mình sống và tận hưởng từng giây phút quý giá. Chứ còn nếu như để cho tâm lý của chúng ta bị gọi là không có được tích cực, tiêu cực bởi vì cái vẻ bề ngoài của chúng ta gọi là không được như ý muốn, thì rõ ràng là cuộc sống mình cũng sẽ rất là bi đát hả chị ha. Mình á, từ khi mà mình thấy mình trẻ đẹp lên rồi đó, mình cảm thấy mình tự tin hơn nè, mình chịu khó là ăn bận cho đẹp lên, rồi chăm sóc bản thân mình nhiều hơn, rồi tụ tập bạn bè nè, đi chơi, đi cà phê, rồi chụp hình này nọ đủ thứ hết. Còn rảnh rỗi hơn nữa thì mình lại đi du lịch với mấy đứa con. Mình cảm thấy là trong hôn nhân á, thì mình không được may mắn rồi, thì mình cũng phải biết chăm sóc bản thân mình nhiều hơn. Vậy mà có thể tưởng tượng rằng là trong những thời gian đầu tiên chị thấy mỗi một buổi sáng da mình săn chắc hơn một tí, đẹp hơn một tí, mình sẽ phải soi gương nhiều hơn, suốt ngày cứ coi gương thần là gương kia ngựa trên tường phải Đúng không? rồi, trời ơi, mình cảm thấy lúc đó mình hạnh phúc lắm. Thật sự không có gì hạnh phúc bằng cái vẻ sắc đẹp của mình, cái da của mình mỗi ngày mỗi sáng lên, mỗi đẹp lên thì mình hạnh phúc lắm luôn á. Như vậy là cái
vẻ đẹp bên ngoài của chị cũng đã cải thiện rất là tốt. Về cuộc sống của chị, như chị chia sẻ là chị cũng đã tìm được cái niềm vui, không còn mình gọi là bị buồn, bị gọi là hơi tiêu cực như cái thời trước đó nữa, mà mình tìm cái niềm vui với bạn bè, với lại con cái của mình nữa. Phải nói là May, đây là một niềm vui, một phần thưởng vô giá với Mai đó. Đúng rồi đó Mai. Yeah. Mình thấy là mình phải yêu thương bản thân mình nhiều hơn thì cuộc đời sẽ yêu thương lại mình. Dạ. Yeah. Mà nhưng mà mình đang thắc mắc là cái da này nó có kéo dài được thời gian không, hay là chỉ đây hay lắm chị. Chị thấy không, ví dụ như trước khi chị điều trị chị đã thấy hài lòng rồi, rồi. Nếp nhăn đã cũng đã giảm rồi, da săn chắc hơn, nhưng mà với thời gian thì collagen và elastin tiếp tục lại tăng sinh hơn nữa. Tại vì bác sĩ đã lựa cho chị một cái gói là anti-aging. Đây là một cái gói mà tổng hợp, vì lúc đó da của chị là mất collagen này, mất elastin, bị đứt gãy rất là nhiều này, rồi đồng thời nữa là da của mình bị cơ, bị đổ, chảy xệ, mất dưỡng chất nữa. Thành ra là cả bốn thứ chị thiếu, thì bác sĩ đã có những cái công nghệ để tác dụng đi vào những cái bốn thứ, mình mất cái nào mình bổ sung cái đó. Vậy là cái này duy trì lâu lắm. Lâu lắm chị, thành ra chị an tâm. Bằng chứng là chị thấy không, sau một năm chị vẫn đẹp hơn, đẹp hơn nhiều so với chị mới lúc điều trị. Và sau 6 tháng, sau một thời gian chị lại càng ngày càng đúng đẹp rồi. Hơn nữa. Yeah. Mình để ý như vậy đó, mình thấy hầu như là mỗi ngày mỗi đẹp lên, chứ không phải là như là mới làm đẹp xong một thời gian nó sẽ đúng xuống rồi. Mà mình thấy mỗi ngày mình lại đẹp lên, da mình nó càng căng bóng lên nữa. Dạ, yeah. Mai cũng xin phép được chia sẻ với chị một chút. Chẳng hạn chúng ta nói một cách nôm na, da của chúng ta nó cũng, nếu mà chúng ta như cái bàn gỗ vậy đó, nhiều khi mối mọt nó mới ăn một chút thôi thì chúng ta thấy cũng còn ngon lành lắm, nhưng mà khi ăn hết rồi nó sụp xuống thì lúc đó da của mình cũng như vậy. Lúc mà mới có một chút nếp nhăn chúng ta nghĩ không sao, hoặc là chúng ta thấy cũng chưa đến nỗi nào, nhưng mà khi mà collagen elastin nó mất sâu với da thì nó tạo nên cái rãnh, thì có nghĩa là giống như cái bàn nó đã sụp rất là nhiều rồi, thì lúc này chúng ta cần phải có một cái điều trị tích cực. Thành ra bây giờ da chị rất đẹp rồi, nhưng mà rồi mình vẫn cứ nên soi da, vẫn cứ thăm khám bác sĩ để xem là chúng ta có một cái gì đó chúng ta cần bổ sung lên chăng, chúng ta cứ đẹp hoài với thời gian. Nói chung là phải đẹp bằng Thanh Mai thì mình mới chịu. Hơn chị ơi, hơn mà. Tại vì dù sao đi nữa bây giờ chị cũng được thoải mái này, rồi vui chơi với con cái, với bạn bè. Mai thì cũng vẫn còn một chút công việc thì cũng thỉnh thoảng áp lực một tí, nhưng mà thôi chị tận hưởng đi, chị số ai hưởng mới hưởng chị. Bây giờ chị lên gặp bác sĩ với Mai nha. Rồi, rồi. Dạ, mời chị. Tại sao em thay đổi, anh vẫn chưa có câu trả lời. Lời chia cắn chưa trên môi mà tuy đã bằng anh rồi. Nhiều mây trôi mãi, em chỉ mong muốn ta quay lại. Giờ em lỡ yêu thương ai thì anh chưa. BB Thanh Mai tự hào là điểm đến của nhiều ngôi sao trong nước và quốc tế, cùng hàng vạn khách hàng khắp mọi miền đất nước. Đến với BB Thanh Mai, với một đội ngũ bác sĩ giỏi, đại diện duy nhất của Việt Nam được hãng Entherapy công nhận. Cảm giác như là nó đã đẩy sát rất là sâu vào vùng cổ của mình, cũng sẽ được trẻ hóa luôn, xinh đẹp hơn, mặt thon gọn hơn. Chúng rất là bất ngờ, da mình đã là cũng được cải thiện luôn, không có xâm lấn gì hết. Thích lắm, làm đi, mọi người sẽ cảm nhận thích lắm luôn á. Ưu đãi sốc giảm 70%, để lại số điện thoại đăng ký hotline 1800 6617. BB Beauty, BB Thanh Mai.